Xin chào anh em, quá xin chào anh em YouTube, chào anh em YouTube và đam mê thể thao và súp. Thì hôm nay mới khoe cho anh em, anh em khoe là mới chuẩn bị trên tay đây là một cái loại whey isolin, whey protein này là nhìn là thấy là màu sắc của nó label rất là đẹp, rất đẹp. Nó chỗ này tên dập nổi đó. Đây 73 lần dùng, 2 ký 3, 72 lần dùng, 73 lần dùng, nhưng mà rất là đẹp này. Đây là whey hydrolyzed whey protein isolate, rất là tinh khiết và hấp thu nhanh, hấp thu siêu nhanh, bởi vì nó được hydrolyzed ra rồi. Đó thì nói chung là nó khoe rất là nhiều, bổ sung axit amin vào trong cơ bắp. Axit amin cần thiết, không có fast, không đường, ít béo, low fat. Ở đây những thông số nó rất là bình thường thôi. 25g protein, 0g không đường, BCAA và AA, axit amin tổng cộng là 25g. Đại khái là những thông số nó bình thường, 73 liều dùng. Đây là giá 1,6 triệu mấy á, 6 hơn 73 lần dùng thì đó cũng là giá tương đối là tốt. Nằm ở phân khúc là quay, dạng quay chất lượng cao này, của hãng BBT đàng hoàng. Đây của BBT đàng hoàng các bạn. Bây giờ cũng là tối rồi, thì bây giờ cũng không tối rồi thì thường là dùng Hero 8 để nuôi cơ buổi tối. Tại vì nó có protein casein chứ giờ chưa dùng quay được. Mai bắt đầu sẽ mở hộp dùng, các bạn coi review thử coi cái vị này là vị sô cô la nó như thế nào. Đó thì mình đặt lên đây một cái. Tối rồi thì mình sẽ dùng cái này đây trước khi ngủ. Bây giờ tối giờ cũng hơi khuya rồi, đem pha nhanh để phụ ngủ. Thì trước giờ mình dùng cái dạng protein hoàn chỉnh hoặc là bữa ăn thay thế thôi chứ chưa dùng quay. Thì hôm nay bắt đầu mới dùng quay, nhưng mà ngày mai mình có dịp dùng, tại vì ngày mai là sau buổi tập. Nay sau cái tập mình sẽ dùng cái loại này và làm video cho các bạn coi. Cái màu, cái label này nhìn đẹp mà, màu sắc của hãng RSB. Nói chung hãng với lại cái Aminolin rồi đó. Cái label nhìn là thấy là giống như là quốc tế, nhìn cái màu là thấy quốc tế rồi, cái màu rất là quốc tế. Mình nhấn tiện đây thì mình nói là khi nào dùng quay đó, ôn lại khi nào mình dùng quay protein này thì sau tập sáng ngủ dậy cơ thể mình đang thiếu protein, thì một quá trình thời gian dài mà có nạp protein vào thì sáng trước khi ngủ dậy cũng được. Một sáng trước khi ngủ dậy thì mình cũng uống liều 8 rồi, nên là cũng không dùng quay luôn. Để quay thì điểm tốt nhất là sau tập. Nhìn cái signal kỳ lịch phát của nó coi nó có cái gì. Một scoop là 31g, một muỗng 31g với 25g protein. Như vậy là tỷ lệ protein của nó là chia ra là 80%, 81%, 120 calorie. Tức là này khoảng không phải là quá thấp mà, chưa phải là thấp. Tôi nhớ lại có 110 rồi. Rồi đây có cái này nó ghi đầy đủ ra luôn, ghi là bao gồm meal và soy. Soy là đậu nành, meal là sữa. Vậy nên là một, có thể là một cái bạn nào mà dùng meal dùng sữa không được á, cũng là cũng có một số bạn thì không quen với lại việc dùng sữa nên là sẽ giống, cho nên là cũng lưu ý điều này. Cái này là nó ghi ra một bảng assess your amino acid thì là 11
1,7 gram. Những loại axit amin thiết yếu của nó là 17 gram, 1,7 gram luôn. Còn BCA là chỉ là 5,9 gram, đã 5,5 gram thôi. Vitamin D không có, canxi là có 103 mg, tương đối cũng được. Một tổng cộng 1 gram đường, 2 gram carbohydrate. Rồi chúng ta đến cái này là nhìn nó sang rất là sang trọng, màu sắc label rất là quốc tế, mang cái dụng cụ không có tỏ là dụng cụ để trải dài cho anh em. Rồi như vậy là xong buổi khoe ra cái hũ này, đọc nhìn ngắm ngó cái hũ này, ngày mai sẽ bắt đầu mình sử dụng cái hũ này và review cho các bạn mọi người như thế nào nha. Rồi chào, cũng là video, chúc các bạn ngon một buổi tối, ngon.